ngày 18 tháng 9, đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cho biết, Sở đang cho tạm dừng hoạt động 12 cơ sở kinh doanh lưu trú theo mô hình homestay trên núi Cấm, xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên để chờ kết luận của cơ quan chức năng. Theo Ủy ban Nhân dân xã An Hảo, tất cả các homestay trên núi Cấm đều hoạt động tự phát, chưa có bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Tính đến thời điểm này, có ít nhất 12 homestay đã đón du khách lưu trú qua đêm. Đại diện chủ các homestay nói trên bức xúc cho rằng, việc tỉnh An Giang đột ngột dừng hoạt động đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Các chủ homestay này bày tỏ mong muốn sớm được chính quyền, ngành chức năng địa phương hướng dẫn thực hiện các thủ tục đúng quy định pháp luật.